Thưa quý vị, Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức họp mặt đầu xuân Quý Mão 2023 với tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu quê hương Quảng Nam Đà Nẵng xưa và nay. Phát huy vai trò là nhịp cầu kết nối giữa những người con xứ Quảng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động nhằm gắn kết, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau, như hỗ trợ thăm hỏi các trường hợp gia đình hội viên khó khăn, xây sửa nhà tình thương, chăm lo cho người cao tuổi, động viên khích lệ học sinh sinh viên nghèo hiếu học. Đến nay, hội đã kiện toàn được 8 cơ sở hội ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với hơn 3.500 hội viên là người Quảng Nam, Đà Nẵng đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt năm 2022, hội đã phát động cuộc thi tìm hiểu quê hương Quảng Nam, Đà Nẵng xưa và nay, thu hút hơn 600 người con xứ Quảng tham gia. Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, bồi dưỡng tình yêu quê hương, lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong cộng đồng người Quảng Nam Đà Nẵng tại Bà Rịa Vũng Tàu. Từ đó khơi dậy niềm tin, lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương, giúp cộng đồng người Quảng Nam Đà Nẵng tại Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu rèn luyện, vươn lên trở thành công dân tốt có ích trên quê hương thứ hai để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước. Dịp này, Ban chấp hành hội đã tổ chức mừng thọ trao quà cho các cụ trên 70, 75, 80 tuổi, trao thư khen và học bổng cho các học sinh sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu quê hương Quảng Nam Đà Nẵng xưa và nay cho các tác phẩm xuất sắc.